Xin chào các bạn. Bạn có từng nghĩ rằng việc học kế toán thực hành chỉ trong một giờ là điều không thể? Hãy cùng mình khám phá sự thật ngay sau đây nhé. Và nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị, bổ ích như thế này nha. Khóa học kế toán thực hành online 1 giờ này được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới ra trường, những người trái ngành muốn học kế toán và cả những bạn đang làm kế toán nhưng muốn nâng cao kỹ năng. Các bạn sẽ được học các kỹ năng thực tế, từ cách sử dụng phần mềm kế toán đến cách lập báo cáo tài chính, tất cả chỉ trong 1 giờ mỗi ngày thao tác thực hành. Nào, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một phần nhỏ của giáo trình học độc quyền nhé. Căn cứ trên bộ chứng từ thực tế theo từng lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp cũng như là hành chính sự nghiệp. Bố cục của giáo trình được Kế toán Việt Hưng sắp xếp rất khoa học và rõ ràng theo từng phân mục. Phân mục checklist nội dung đã học thể hiện tất cả các công việc, nội dung anh chị sẽ được thực hành trong giáo trình. Hoàn thành công việc nào, anh chị tích vào công việc đó để anh chị theo dõi. Zoom meeting để anh chị truy cập khi tham gia lớp học online. Phân mục hướng dẫn chung hướng dẫn anh chị về kỹ năng cài đặt một số phần mềm phục vụ cho công việc kế toán như là cài đặt phần mềm kế toán Visa, phần mềm HTKK. Đưa ra những lưu ý đối với công ty mới thành lập và các biểu mẫu, hợp đồng tải về để anh chị tham khảo. Đặc biệt hơn là hướng dẫn anh chị cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm kế toán nhanh và chính xác nhất, giúp tiết kiệm thời gian cho kế toán và độ chính xác về số liệu rất là cao. Do đó anh chị nên xem video hướng dẫn này. Tại phân mục đầu kỳ, hướng dẫn anh chị cách khai báo các thông tin danh mục số dư cuối kỳ trước chuyển sang đầu kỳ này. Phân mục trong kỳ, hướng dẫn anh chị cách hạch toán hóa đơn chứng từ và xử lý số liệu kế toán. Phân mục cuối kỳ, hướng dẫn anh chị kê khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Để xem chi tiết các phần trong từng phân mục, anh chị tích vào từng phần để mở phần đó ra. Mỗi phần thì có rất nhiều chứng từ và video hướng dẫn. Anh chị tích vào list video để lựa chọn video cần xem. Ngoài video chính hướng dẫn anh chị thao tác trên phần mềm kế toán thì có các cái video bổ trợ liên quan đi kèm. Anh chị tích mở ra xem để được mở rộng thêm về kiến thức. Anh chị sẽ nhấn vào nút play để nghe và nhấn vào dấu X để thoát khi không muốn nghe video nữa. Hoặc nhấn vào full screen để mở rộng màn hình. Chuyển sang trang khác, anh chị tích vào từng trang, xem và nghe video hướng dẫn tiếp theo. Anh chị nhấn vào tải về để tải xuống các biểu mẫu nếu có. Để chuyển sang phần khác, anh chị trở về trang chính của giáo trình và chọn phần tiếp theo cần xem. Thao tác để mở từng trang giáo trình và mở video thì anh chị cũng thao tác tương tự như em vừa hướng dẫn. Ngoài các phân mục chính trên, Kế toán Việt Hưng có cập nhật chia sẻ kinh nghiệm thực tế thường xuyên tại mục video chia sẻ kinh nghiệm. Tại đây anh chị cũng tích vào chữ video để nghe video và tích vào dấu X đóng lại. Tại phân mục mở rộng, anh chị được chia sẻ thêm về các kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, cách in sổ sách và một số mẹo hay xử lý các tình huống khi anh chị gặp phải. Phân mục luân chuyển chứng từ hướng dẫn anh chị quy trình luân chuyển chứng từ của một công việc kế toán để anh chị hiểu hơn. Phân mục sắp xếp phân loại chứng từ được Kế toán Việt Hưng sắp xếp lại chứng từ thuộc các phần tại phân mục trong kỳ theo từng loại như là hóa đơn mua vào, bán ra, kho, ngân hàng để anh chị có thể xem lại chứng từ nhanh và dễ hơn khi cần thiết. Sau khi học xong khóa học, anh chị vào phân mục trắc nghiệm để làm bài tập kiểm tra lại kiến thức trong suốt quá trình anh chị đã học và thực hành. Muốn đặt câu hỏi liên quan đến khóa học cũng như thắc mắc thực tế trong công việc, anh chị vui lòng tích vào hỏi đáp, chọn thêm thảo luận mới, đặt tiêu đề và điền nội dung câu hỏi, sau đó nhấn vào gửi thảo luận. Trung tâm Kế toán Việt Hưng với 3 mô hình học online gồm tự học kế toán có hỗ trợ, có lớp học nhóm chỉ từ 2 đến 8 bạn một lớp và gia sư online một thầy một trò. Bạn có thể tự tin ra nghề và làm việc thật cùng đội ngũ kế toán trưởng đồng hành xuyên suốt, không ngại làm điều ít bên dám làm. Kế toán Việt Hưng dám công khai, dám ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ phía học viên trong và ngoài nước để không ngừng thay đổi trong hơn 15 năm qua. Hãy nhớ rằng việc học kế toán không khó, quan trọng là bạn phải chọn đúng khóa học và có một người thầy giỏi truyền đạt dễ hiểu. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về khóa học thực hành kế toán online, hãy click vào link dưới đây và đăng ký ngay hôm nay.